Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể tang lễ nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức quốc tang. Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao thứ hạng cạnh tranh cấp tỉnh. Điều gì đã khiến người dân thôn Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà tập hợp yêu cầu một doanh nghiệp dừng khai thác cát và di chuyển phương tiện ra khỏi địa bàn? Phóng viên thời sự đã vào cuộc tìm câu trả lời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cùng với những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi, trong chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 4 tháng 5 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn và là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và toàn dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ ông với nghi thức quốc tang. Hôm qua ngày 3 tháng 5, lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đúng 7 giờ, lễ viếng bắt đầu. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu ôn lại quá trình hoạt động và những cống hiến của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh trong 80 năm hoạt động cách mạng. Nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937, vào Đảng tháng 5 năm 1938, nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6, 7, 8, Bí thư Trung ương Đảng khóa 7, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8, Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8, Chủ tịch nước từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 12 năm 1997, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, đại biểu Quốc hội các khóa 6, 8, 9. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh giữ nhiều trọng trách khác nhau, trong đó đặc biệt giữ vai trò lãnh đạo trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979. Hòa bình lập lại, nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh cũng là một trong những nhân tố chủ chốt thúc đẩy bình thường hóa mối quan hệ Việt-Mỹ, đặt nền tảng đưa Việt Nam tham gia WTO cũng như vươn ra toàn cầu. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn và là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong không khí trang nghiêm xúc động, hơn 1.000 đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo cấp cao nhiều nước, bạn bè quốc tế, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, đại diện các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cùng đông đảo nhân dân đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, quê hương của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, lễ viếng được tổ chức trọng thể tại hội trường trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 16 Lê Lợi, thành phố Huế. Ngay từ sáng sớm, các đoàn tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng đại diện các sở, ban ngành địa phương đã tham gia lễ viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Trong sổ tang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của đại tướng. Ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, Bác ra đi là một tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Thừa Thiên Huế nói riêng. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế luôn tự hào khi có một vị tướng tài ba, một người con trung hiếu như Đại tướng Lê Đức Anh. Ở quê nhà, hàng ngàn người dân đã đến viếng, thắp nén nhang tiễn biệt vị đại tướng giản dị tại nhà thờ gia tộc họ Lê của Đại tướng Lê Đức Anh thuộc thôn Bản Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.
ngay từ sáng sớm, cùng với chính quyền địa phương huyện Phú Lộc, xã Lộc An, đông đảo bà con xóm làng và người dân đã đến viếng, thắp nén nhang tiễn biệt người con ưu tú của quê hương xứ Truồi. Không ai không khỏi bùi ngùi xúc động, tiếc thương nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Trong dòng người vào viếng đại tướng, ngoài người thân và xóm giềng, còn có những người ngoài địa phương cũng về thắp nhang tiễn đưa đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng 10 giờ 45 phút, lễ truy điệu nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trang nghiêm. Phát biểu tại lễ truy điệu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng, Chính phủ, toàn thể nhân dân đã đến tiễn đưa nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thủ tướng khẳng định, Đại tướng Lê Đức Anh là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, đã dành cả đời cho sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc. Đại tướng mất đi là mất mát lớn không chỉ của gia đình mà còn là mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và của toàn thể nhân dân. Thay mặt gia đình, ông Lê Mạnh Hà, con trai của Chủ tịch nước Lê Đức Anh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân đã đến dự tang lễ. Nói lời vĩnh biệt với người ông, người cha thân yêu của gia đình, ông Lê Mạnh Hà bày tỏ, gia tài của ba để lại cho gia đình thật đồ sộ, quý giá. Đó là trái tim nhân hậu của con người dũng cảm, yêu thương và vị tha. Chúng con vinh dự và tự hào khi đón nhận món quà quý giá đó. Sau lễ truy điệu, linh cữu nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh. Lễ an táng tổ chức vào 17 giờ cùng ngày. Thưa quý vị, hôm qua, người dân Thừa Thiên Huế hướng về lễ tang nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc dành cho đại tướng, người con ưu tú của đất nước và quê hương Thừa Thiên Huế. Để về một buổi sinh hoạt của Hội cựu chiến binh phường Trường An ngay trong sáng ngày 3 tháng 5, thay vì những buổi trò chuyện rôm rả thường nhật, hôm nay các cựu chiến binh lựa chọn ngồi lại bên nhau để cùng theo dõi tang lễ của nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh qua sóng truyền hình. Trong suốt vài giờ đồng hồ diễn ra lễ viếng cũng như lễ truy điệu, đã có những khoảng lặng của niềm tiếc thương khi ai đó kể những câu chuyện về cuộc đời của đại tướng trong những lần may mắn được gặp gỡ đại tướng. Đối với những người lính Cụ Hồ năm xưa, hình ảnh vị tướng lĩnh dũng cảm, tài ba nhưng cũng đong đầy tình yêu thương với đồng chí, đồng bào như Đại tướng Lê Đức Anh không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Công đức của đồng chí đại tướng là công đức trời biển đối với dân tộc Việt Nam, là người đã có công để như vậy là giành cái độc lập dân tộc. Khi đại tướng mất, chúng tôi là những người cựu chiến binh, một thời là cán bộ, chiến sĩ dưới sự lãnh đạo của đồng chí bộ trưởng, sau là chủ tịch nước, thì chúng tôi thấy đấy là một cái điều mất mát lớn. Làm người công dân, nhưng chúng tôi suốt đời như vậy vẫn ghi ơn và tiếp tục phấn đấu, cống hiến để góp phần và giữ vững cho sự ổn định của đất nước, thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa. Trong giờ phút này, thì chúng tôi cũng rất là đau buồn khi được đồng chí tin đồng chí đã mất. Thì điều đó là làm cho mỗi cựu chiến binh chúng tôi rất cảm động và tưởng nhớ đến cái sâu sắc lời dạy bảo của đồng chí, và chúng tôi nguyện suốt đời học tập và làm theo cái đạo đức và phong cách và cái ý chí hoạt động cách mạng của đồng chí. Tại thành phố Huế, ngay từ đầu giờ sáng, dáng vẻ nhộn nhịp của thành phố vừa trải qua một kỳ festival đã nhanh chóng được thay bằng không khí thành kính, trang nghiêm khi từ kỳ đài, các cơ quan, trường học, trung tâm thành phố cho đến những dãy phố trên địa bàn đồng loạt treo cờ rủ. Với mỗi người dân Thừa Thiên Huế, đây là cách mà họ thể hiện sự tự hào khi quê hương đã sản sinh ra một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một vị tướng lĩnh tài ba và một nhà chính trị xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ở tổ dân phố, toàn thể bà con mặc dù không được tham gia trực tiếp vào cái lễ truy điệu của đồng chí, nhưng mà cũng tham gia theo dõi trên truyền hình, sóng truyền hình bằng tấm lòng của mọi người dân, là không có tổ chức các cái hoạt động vui chơi, giải trí trong những cái ngày mà diễn ra là tang lễ của đồng chí, và là cũng tổ chức là treo cờ quốc tang để tỏ lòng thương nhớ đồng chí. Có thể nói rằng thời kỳ đồng chí Lê Đức Anh là đang làm trong quân đội á, thì chúng tôi là những người cán bộ, những người lính của đại tướng, thì cái dấu ấn mà lớn lao đại tướng để lại cho chúng tôi, cho những người cán bộ chiến sĩ trong quân đội chúng tôi, đó là cái thương yêu hết mực
cán bộ chiến sĩ của mình và kiên quyết với kẻ thù. Tâm nguyện cho đến bây giờ khi đồng chí Lê Đức Anh qua đời thì chúng tôi rất là khâm phục, và chúng tôi cũng hiện nay thì là những cựu chiến binh, chúng tôi cũng đang phấn đấu noi gương và cũng rất là tự hào trên quê hương Thừa Thiên Huế của chúng ta có đại tướng như vậy. Năm tháng qua đi, đất nước đang dần khép lại những trang sử hào hùng, bi tráng của cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc để mở ra một thời kỳ hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, những di sản vĩnh cửu mà nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh để lại cho nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ mãi trường tồn cùng dòng chảy lịch sử dân tộc. Thông tin từ Sở Du lịch cho biết, trong 4 tháng năm 2019, có khoảng trên 1,7 triệu lượt khách du lịch đến Thừa Thiên Huế, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng gần 848.000 lượt, tăng 11%. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt gần 776.000 lượt khách, tăng 6%. Khách quốc tế lưu trú ước đạt 393.000 lượt khách, tăng 10%. Doanh thu du lịch 4 tháng năm 2019 ước đạt 1.515 tỷ đồng. Doanh thu của cơ sở lưu trú ước đạt 592 tỷ đồng, tăng 7,5%. Doanh thu bán vé tham quan di tích ước đạt 150 tỷ đồng. Thị trường khách quốc tế đến Huế dẫn đầu phần là các nước như Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan. Trong những tháng tới là những tháng cao điểm của mùa du lịch, nhất là du lịch biển và du lịch sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh việc tiếp tục quảng bá, vận hành và khai thác hiệu quả các điểm du lịch và khu du lịch trên địa bàn, ngành du lịch Thừa Thiên Huế sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để sớm hình thành trung tâm ảo dài nhằm phát huy giá trị đặc trưng lễ phục truyền thống Huế, quảng bá thương hiệu Huế, kinh đô ẩm thực, phước tích hương xưa làng cổ, đồng thời phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai dự án hệ sinh thái du lịch thông minh, xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh nhằm tạo không gian du lịch thông minh là điểm đến trải nghiệm thân thiện bền vững với du khách. Thưa quý vị, năm 2018, kết quả xếp hạng cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thừa Thiên Huế có giảm nhẹ so với năm trước, xếp vị trí 30 trên 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, xét về điểm số thì có tăng và được xếp hạng vào giữa nhóm các tỉnh có PCI khá. Đáng mừng là có hai chỉ số rất quan trọng về gia nhập thị trường và tỉnh minh bạch, Thừa Thiên Huế có điểm số tuyệt đối dẫn đầu cả nước. Trong năm nay, tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao thứ hạng cạnh tranh cấp tỉnh. Tuy nhiên, bên những chỉ số tăng thì Thừa Thiên Huế vẫn có nhiều chỉ số chưa đạt được như mong muốn. Ví dụ như chỉ số về thời gian, cạnh tranh bình đẳng, tình trạng thanh kiểm tra của doanh nghiệp. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan là cần có cải cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là đổi mới về cách làm. Trên cơ sở, chúng ta đánh giá đầy đủ toàn diện và khách quan những cái mặt được và chưa được, thì chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch rất là cụ thể. Và có những cái cách xây dựng mới khác như năm ngoái, tức là căn cứ vào những cái chỉ tiêu và những cái nhiệm vụ cụ thể của từng ngành ấy, thì chúng tôi đề nghị các ngành xây dựng cái kế hoạch nâng hạng cho từng ngành, và nó gắn với những cái nhiệm vụ cụ thể và những cái mà yêu cầu cụ thể, và chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh về cái kết quả triển khai thực hiện. Ủy ban nhân tỉnh đưa ra chủ đề của năm là năm kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị. Có nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó có mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu về chính phủ điện tử, cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ nhân viên, phát huy tối đa trách nhiệm của từng sở ngành, phát huy vai trò của người đứng đầu, và quan trọng hơn là tìm ra được những giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn trong hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi khẳng định cải cách hành chính thì gắn liền với ứng dụng tin học và áp dụng các quy chuẩn quản lý chất lượng ISO đến nền tảng thể chế để giúp chúng ta làm sao là biến những cái việc làm thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước để được số hóa, được ảo hóa để vận hành trên môi trường mạng. Vấn đề thứ hai, nâng cao nhận thức của thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan không chỉ là chủ thể giám sát kiểm tra mà phải thực sự là người tiên phong trong quá trình thực hiện ứng dụng các công nghệ thông tin trong điều hành cơ quan nhà nước. Thứ ba là đi tắt đóng đầu, chúng ta phải nghiên cứu để làm sao những ứng dụng phù hợp, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, và nghiên cứu những ứng dụng của các địa phương, của những thành tựu kinh tế xã hội, những cái thành tựu về khoa công nghệ của các nước khác, cũng như các kịch bản để áp dụng vào Thừa Thiên Huế. Những cải cách quyết liệt nhằm nâng cao thứ hạng cạnh tranh cấp tỉnh đã góp phần giúp Thừa Thiên Huế đạt được những kết quả tích cực.
Chỉ trong quý 1 năm 2019, tổng mức đầu tư các dự án được cấp đã vượt kế hoạch đề ra cả năm với tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui và là động lực để tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai các kế hoạch, mục tiêu cải thiện và nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới. Thưa quý vị, ròng rã 3 ngày vừa qua, gần như toàn bộ người dân trong thôn Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà phải bỏ việc riêng, tập hợp nhau lại để yêu cầu một doanh nghiệp dừng khai thác cát và di chuyển phương tiện ra khỏi địa bàn. Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 5 khi người dân cùng lúc đóng cửa tre, bảo vệ bờ sông, ngăn chặn các xà lan cát và tập trung hơn 100 người tại bãi tập kết cát thượng nguồn sông Bồ. Đáng chú ý là khu vực mỏ này vẫn còn thời hạn cấp phép. Vậy điều gì khiến người dân phản ứng quyết liệt đến như vậy? Có hay không tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc cấp phép để khai thác ngoài phạm vi quy định? Phóng viên Huyện Ngày Mới vào cuộc để tìm câu trả lời. Hơn cả trăm con người, già có, trẻ có, nhất quyết không chịu rời khỏi bãi tập kết cát khu vực khe băng cho đến khi phương tiện khai thác cuối cùng rời đi. Họ đã có mặt ở đây hơn 3 ngày qua để yêu cầu doanh nghiệp Tuấn Hải chấm dứt mọi hoạt động khai thác. Trước đó, người dân Lại Bằng đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương về tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc được cấp mỏ để khai thác ngoài khu vực quy định, vượt qua khối lượng cấp phép, gây sỏi lở bờ sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Một ngày không biết mấy chục chiếc ghe, chiếc đò, đò pha to lắm. Một đò pha rồi là có 5-60 khối cát hết, mà một ngày họ làm biết bao nhiêu đò. Một ngày họ thu vô cái tiền thuế nơi bãi cát này là cả hàng trăm triệu. Mà bây giờ dân tôi sạt lở, phá, hoang tan hết, sạt trơn hết rồi. Họ đã có một lời thăm hỏi dân tôi chưa? Dân tôi quá sức bức xúc. Cho nên là tất cả dân đều đứng lên, hôm nay lên đứng lên là không yêu cầu là chỉ cần là ngưng lại cái mỏ khai thác cát ở sông Bồ này thôi, chỉ cần đừng để cho trả lại bình yên cho là cái phương Hương Vân và cái thị xã Hương Trà mình. Mỏ khai thác khu vực khe băng thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà và xã Phong Sơn, huyện Phong Điền được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng giao thông Tuấn Hải từ tháng 8 năm 2016 với thời hạn 5 năm. Theo đó, diện tích khu vực khai thác là 7,2 ha với trữ lượng khai thác là 188.300 mét khối và mức sâu khai thác trung bình 2,9 mét. Người dân ở đây cho biết với hàng chục lượt tàu trọng tải cả trăm khối cát qua đây thì chắc chắn việc khai thác đã vượt gấp nhiều lần trữ lượng được cấp phép. Với những dụng cụ thô sơ, có thể dễ dàng nhận thấy độ sâu của khu vực mỏ cũng đã vượt nhiều lần theo hồ sơ thiết kế. Đó là chưa kể đến việc khai thác lấn vào bờ một cách bừa bãi, bất kể ngày đêm, khiến người dân dù có phương án phân công canh phòng nhưng vẫn không thể giải quyết. Là người trực tiếp chỉ huy nhiều vụ bắt tàu khai thác cát trộm trước đây, ông Hồ Khả Tô, trưởng thôn Lại Bằng, hiểu hơn ai hết những tác động tiêu cực của việc khai thác bừa bãi tài nguyên. Việc tập trung người dân trong thôn để phản ứng là việc chẳng đáng đừng, bởi những kiến nghị trước đó đã không được xử lý thỏa đáng. Còn gì đâu, bây giờ càng ngày càng sâu, lỡ hết cây cối vườn tược bà con miệu mụn như là bây giờ là đe dọa cái cơ. Cho nên dân tình rất hoang mang. Thì báo cáo như vậy là chúng tôi cũng thay mặt cho bà con cũng kiến nghị lên trên cố gắng làm sao đó thị sát và nắm thật chắc để mà làm việc cho đánh chỗ để thỏa mãn lòng dân. Chứ không thế này tôi nghĩ là sẽ có những cái bức xúc. Mà nếu tiếp tục hiện tượng này là dân sẽ phản ứng mà rất là gay go. Trước phản ứng quyết liệt của người dân, công an thị xã Hương Trà đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đối thoại ghi nhận những ý kiến của người dân. Tại buổi đối thoại này, người dân yêu cầu doanh nghiệp phải dừng hoàn toàn việc khai thác, trả số cát đang tập kết về lại sông, di chuyển toàn bộ phương tiện ra khỏi khu vực. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần có đánh giá để xác định cụ thể những sai phạm, đồng thời không thực hiện việc cấp phép tại khu vực này nữa. Về chức năng chúng tôi có thể nói là dừng được, nhưng trước mắt thì đang phải có một cái công văn gửi cho cái mỏ tạm dừng trước khi mọi việc được cấp trên giải quyết. Để cho dân chúng ta yên làm ăn ra mua mang các hại ra. Còn chắc chắn giải quyết cả này thì cái tầm ngang thị xã trở lên sẽ giải quyết với bà con chúng ta. Mà tôi tin rằng dù thị xã, tỉnh hay dù ai cũng mong muốn đem lại quyền lợi cho người dân chúng ta cả. Chứ không phải vì một cái lý do nào khác. Như ở đây thì bà con có 4-5 cái ý kiến thì mục tiêu chung là tôi vẫn biết. Cái quan trọng nhất là đề nghị về trên không nên
cấp mỏ cát ở Hương Vân nữa để gây sạt lở cho người dân. Thì đó là cái đề nghị chính đáng của bà con, và chúng tôi hứa khi làm tờ trình công văn đi bắt đầu ngày mai thì cái công văn đó cũng gửi thông báo cho bà con biết cái nội dung chính quyền đã làm những gì, chứ không phải chính quyền hứa đây rồi về ngồi không. Người dân ra về sau khi những ý kiến của mình được ghi nhận và tiếp tục chờ đợi một phương án xử lý dứt điểm của cả cấp, cả ngành. Vụ việc mới nhất này cho thấy một khi công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của cả cơ quan chức năng bộc lộ những bất cập thì xu hướng người dân tự bảo vệ hay phản ứng một cách tự phát sẽ ngày càng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự tại các địa bàn có hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Nhằm tiếp tục hoàn thiện và ổn định kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học Cao đẳng, khắc phục tình trạng tiêu cực, gian lận trong thi cử, tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức ra soát, đánh giá toàn bộ các khâu của quy trình tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, điều chỉnh bổ sung 5 điểm mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định rõ nội dung đề thi năm 2019 nằm trong chương trình Trung học Phổ thông, chủ yếu là lớp 12, và đồng thời tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. 70% điểm trung bình cả bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia dùng để xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh thay vì tỷ lệ 50-50 như trước đây. Cùng với đó, điều động các trường đại học cao đẳng đến các tỉnh để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình. Bộ cũng quy định chặt chẽ về việc sắp xếp phòng thi các thí sinh tự do, thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên phải thi chung điểm với thí sinh là học sinh lớp 12 trung học phổ thông, thống nhất quy trình quy cách niêm phong túi đựng bài thi, lưu giữ bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi và hội đồng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường học chủ trì đặt camera giám sát phòng chấm 24/24 giờ, sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm trắc nghiệm theo hướng mã hóa dữ liệu toàn bộ dữ liệu chấm thi, đánh phát điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm. Đối với việc chấm bài thi tự luận do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, quy định chặt chẽ hơn khâu chấm hai vòng độc lập, thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi, trong đó các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra. Các cơ sở giáo dục đào tạo, các trường đại học cao đẳng thực hiện nghiêm việc lựa chọn, phân công cán bộ trong coi thi, phát hiện các gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao. Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, sắp tới sẽ có thêm một vaccine 5-1 của Ấn Độ đưa vào chương trình tiêm song song với Covid. Cụ thể, vaccine SII đã xong các thủ tục nhập khẩu kiểm nghiệm. Trong tháng 5, việc tiêm vaccine SII sẽ được thực hiện trên quy mô nhỏ để đánh giá, rồi sẽ mở rộng quy mô toàn quốc. Vaccine 5-1 SII có thành phần tương tự vaccine Comirnaty, phòng 5 bệnh, bạch hầu, ho gà, uổng ván, viêm gan B, HIV. Cả hai loại vaccine này đều do Ấn Độ sản xuất, đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em tại Ấn Độ. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, hiện vaccine Comirnaty chỉ cung cấp được 60-70% nhu cầu tiêm chủng. Những thông tin về thời tiết Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với áp thấp phía tây hoạt động trở lại, nên đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 21-23 độ, độ ẩm 76-82%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, có gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.